Đá nở hoa, nghe có vẻ lạ lùng nhưng đây là sự thật. Bên dưới chân tảng đá ở Quảng Nam, ngỡ như có một lớp xốp bám vào với nhiều màu sắc giống hoa. Vị trí hoa nở nằm ngay mép tảng đá lớn dưới sông Trạm, một nhánh sông Tiên ở thôn 2 xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Dù khu vực này có rất nhiều tảng đá lớn, nhỏ, nhưng duy nhất chỉ có một tảng đá nở hoa. Trong những ngày cuối cùng của tháng 2, rất nhiều người dân tìm đến để được chứng kiến hiện tượng tự nhiên độc đáo nhưng cũng không kém phần ly kỳ này. À, chúng ta đi tới này. Thời gian ngắn về, thời gian nửa tháng, thời gian một tuần, bữa nay đây là có cái nhà đâu cái lại đây. Cũng theo ông Trương, từ lời kể các thế hệ đi trước, đây là hiện tượng tự nhiên xuất hiện cách đây cả trăm năm tại một tảng đá lớn. Hiện tượng này thường xuất hiện vào tháng Giêng nhưng không phải năm nào cũng có. Có thể là 5, 10 năm và thậm chí là 15 năm mới xuất hiện một lần. Đá nở hoa xuất hiện gần nhất vào năm 2018. Từ khi xuất hiện cho đến khi mất đi, chỉ trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Theo người dân địa phương, màu sắc trên hoa thay đổi liên tục. Khi vừa nở ra là màu đỏ, ít tiếng sau sẽ chuyển qua màu vàng, màu xanh, màu trắng. Mỗi lần nở hoa sẽ có hình dạng khác nhau. Theo người dân địa phương cho rằng, năm nào tảng đá này nở hoa thì năm đó thường xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài, khô hạn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tiên An, hiện tượng đá nở hoa thì 5-7 năm mới xuất hiện một lần. Thời điểm đầu khi hiện tượng này xuất hiện, các nhà khoa học cũng có về kiểm tra, nghiên cứu và đưa ra nhận định đây thực chất chỉ là địa y mọc trên đá. Địa y là dạng cộng sinh của nấm mốc và một loại tảo. Theo chu kỳ thì sẽ từ đá tỏa ra chứ không phải là đá nở hoa.